pha lấy bóng thành công của tiền vệ phòng ngự Chantavisay. Huấn luyện viên Bakenvais cùng các học trò đang có cơ hội để tấn công. Cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của Johnny. Chip hay những cơ hội ở trong hiệp 1 được tạo ra dành cho đội trưởng Bun Phachan bên phía U23 Lào thực sự là một lời cảnh tỉnh đối với hàng phòng ngự của và bây giờ đang dẫn trước đội tuyển Lào U23 Lào với tỷ số 1-0. Tỷ số này được giữ nguyên đồng nghĩa với việc 3 trận liên tiếp ở vòng bảng cầu thủ Thái Lan giữ được sạch lưới rất nhịp nhàng. Không hiểu ý đồ đường chuyền vừa rồi của Thirasak là cho tình huống dâng cao của hậu vệ cánh Zakit, nhưng cầu thủ số 14 của U23 Thái Lan đã dừng lại. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này vẫn còn lại khoảng 15 phút nữa. Một trận đấu chia tay SEA Games với quyết tâm rất cao của cao thủ U23 Lào. Nỗ lực không thành công là của Mati. Chuyển cổ Bun Phachan cho Johnny. Sẽ có ném biên dành cho cao thủ Lào. Phu Tha Vâng. Cú dứt điểm, một pha cớ lòng và góc xa không thành công của đội trưởng Bun Phachan. Huấn luyện viên Maro Polking, trưởng đoàn Manapang và những cổ động viên của Thái Lan thực sự lo lắng. Đó là cú đánh đầu ngược của trung vệ Nalongsit và tình huống đệm bóng hụt ở trong khu vực 5m50 của đội trưởng Bun Phachan. Đây là pha bóng trọng tài đã thổi phạt đối với Phu Viêng. Pha va chạm của hai cầu thủ cùng vào sân từ băng ghế dự bị. Người bị phạm lỗi là Benjamin Davis. Chuẩn bị có sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu từ phía cầu thủ U23 Lào và là một sự thay đổi trên hàng tấn công. Tiền đạo mang áo số 20 Ekamai là người chuẩn bị sẵn sàng được vào sân và có lẽ Phitak sẽ là người phải nhường vị trí. Jonathan Kebi, William đường chuyền khá vô duyên của William. Johnny, vẫn là Johnny, không có lỗi của Johnny và anh đã bị phạm lỗi. Trọng tài đã chuẩn bị sẵn thẻ. Johnny rất khôn ngoan để vượt qua sự truy cản của Zakit và có lẽ điều này đã khiến cho hậu vệ mang áo số 14 của Thái Lan bực tức và không kiềm chế được. Thẻ vàng được rút ra dành cho tình huống phạm lỗi vừa rồi của Zakit là quyết định chính xác của trọng tài người Jordani, ông Gabayen. Vẫn chưa có cầu thủ nào tỏ ra là một mắt xích có thể tạo ra sự đột phá trong lối chơi của cầu thủ U23 Lào. Góc quay chậm vừa rồi cho chúng ta thấy là tại sao Zakit lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Đã có động tác trả đũa, một tình huống thực hiện cú đạp bằng gầm giày của Johnny. Nếu trọng tài phát hiện ra thì Johnny cũng xứng đáng phải nhận thẻ. Và động tác chơi xấu của Johnny cũng đã không vượt qua được mang nhiều ý nghĩa
và những bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra, khiến cho những cặp đấu tại bán kết hoàn toàn có thể bị thay đổi. Chúng ta không tưởng tượng ra kịch bản là một đội bóng đá không cần mục tiêu là Lào lại có thể gây khó khăn đến như vậy trước cầu thủ Thái Lan. Không có lỗi đối với đội trưởng Bunphachan. Rakit. Vẫn là Rakit. Benjamin Davis. Burakwit. Đường chuyền quá non. Và đây là cơ hội phản công cho các cầu thủ U23 Lào. Đường tỉa bóng ra biên. Đây là Choni. Quá mạnh. Nhưng bóng vẫn trong sân. Bunphachan. Vẫn là U23 Lào. Có thể sút xa. Cầu thủ Lào đang chơi rất quyết liệt. Rất hiếm khi chúng ta được thấy là U23 Lào lại tạo ra những sức ép và tạo ra sự lo lắng cho U23 Thái Lan. Đó là điều hấp dẫn ở kỳ SEA Games lần này. Ngay cả khi có thể thua trận đấu này thì U23 Lào vẫn xứng đáng nhận được những lời tán dương về cách họ chơi bóng, về tinh thần thi đấu của đội bóng áo đỏ. Mati đã bị đau. May mắn họ có được nhiều tình huống phản lưới nhà của Advikram. Đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Và rất có thể đây sẽ là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Ngôi đầu bảng B đang ở rất gần với U23 Thái Lan. Mati. Ekanit. Thời gian 4 phút bù giờ cũng đã trôi qua. William. Và đó là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Jordani. Trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam, trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam giữa U23 Thái Lan và U23 Lào đã khép lại với chiến thắng tối thiểu của các cầu thủ U23 Thái Lan. Một chiến thắng có lẽ là huấn luyện viên McVeigh tỏ ra không hài lòng khi trước cầu thủ U23 Lào, đội bóng đã không còn mục tiêu phấn đấu. Mati. Cầu thủ Lào cũng áp sát rất nhanh, nhưng đây là một tình huống phản công nguy hiểm dành cho U23 Thái Lan. Ekanit rất bình tĩnh. Vẫn là Ekanit Pania. Và cuối cùng đã có một cú xoạc bóng từ phút tha vùng. Quả phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Phút thi đấu thứ 80. Bây giờ thì Korawik được tung vào sân. Sự thay đổi cầu thủ cuối cùng của U23 Thái Lan và Narakon số 12 là cầu thủ rời sân. Benjamin Davis. William. Ekamai cũng đã vào sân để thay Damot. Hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp bên phía U23 Lào. Vẫn là U23 Lào. Một pha chuyền cướp bóng rất quyết liệt. Bây giờ là cầu thủ U23 Thái Lan. Nakin. Trận đấu đang dần trôi về phút cuối. Đây là quãng thời gian mà có lẽ ghi thêm bàn thắng không còn là một nhiệm vụ quá quan trọng và